Được chưa? Nhưng mà sau khi chúng ta sử dụng pi nó sẽ như này. Dùng pi nó như này. Nó ra luôn. Cái object của chúng ta là như thế nào? Được chưa? Thì đấy là cái pi. Cái pi của chúng ta nó sẽ có tác dụng như thế nào đến cái việc chúng ta hiển thị dữ liệu. Được chưa? Còn có một vài cái nữa thì chúng ta cũng có thể xem những cái ví dụ này đây, tôi sẽ gửi cho các bạn cái đường dẫn. Thế này. Đây. Pi nhá. Pi chứ không phải tup, tôi xin lỗi, do tôi nhập. Đây ví dụ như currency. Đây currency ở dưới này nó cũng có ví dụ luôn. Đây current là loại gì này? Symbol narrow cái gì gì đấy tôi cũng chẳng biết đây nó là cái gì luôn. Thì cái này chúng ta phải xem thôi nhá. Thì đấy nó là cái những cái pi mà chúng ta có sẵn. Tiếp theo chúng ta có một cái loại thứ hai là custom pi, tức là những cái pi này do chúng ta tự viết ra, được chưa? Thì ở trong cái phần này chúng ta có thể tự tạo ra một cái file tên là pi.js, được chưa? Cái pi riêng này, sau đó chúng ta viết import cái đoạn này vào pi transform các thứ này. Tiếp theo chúng ta có cái a còng pi và đặt tên cho cái pi đấy, cái tên đoạn này nó chính là cái đoạn mà chúng ta sẽ sử dụng. Đây sẽ sử dụng ở trong này, được chưa? Tiếp theo chúng ta tạo ra một cái class có tên là của thằng này nhưng viết theo kiểu camel case, dạ tên đúng kiểu tên class luôn, nó phải implement cái py transform là cái class ở đây. Sau đó chúng ta có một cái hàm transform là sau đó chúng ta sẽ nhận value này, exponent cái gì gì đấy, sau đó là chúng ta sẽ chuyển đổi sang sang cái return ra cái dữ liệu mà chúng ta sẽ chuyển đổi, dạ. Ví dụ như cái đoạn mà giới tính ấy, thì tôi thử thử tạo một cái nhé, thử tạo một cái xem chúng ta có dùng được không. Xong rồi cái này có phải đăng ký ở đâu không ta, không biết là có phải đăng ký ở đâu để dùng không. Import này, you can write your own custom pi here, custom pi name exponential boot hero power này, transform interface. Sao nó không thấy dùng ở đâu nhỉ? Đây like example. Đây. Power booster component này. Đây nó là chuyện biến đổi này. À không phải. File đây. File đây, flying hero này. Export cái này ra này. Chưa, xong rồi xem ở trong cái file app module nó có dùng không. Đây flying file, đây flying hero input file app module, đây nó được định nghĩa ở trong phần declaration này. Ok được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử cái nhé, thử xem mình thử nghịch xem nó có làm được không. Ví dụ như chúng ta sẽ có cái trận th bằng object name là thiện đi, phải gender là một, thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem là để làm một cái pi để biến đổi cái gender này từ số sang thành cái gì ạ, thành thành nam hoặc nữ, được chưa? Thì tôi sẽ tiến hành tạo ra ở trong cái file này Angular một cái pi mới, đây là convert gender pi, dạ, convert gender pi. Thì ở đây chúng ta nó tự sinh cho chúng ta cái import pi, pi transform các thứ này. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể là nếu return cái, nếu mà value mà bằng với một thì return là nam, nếu không thì bằng nữ. Này, được chưa? Nhưng mà hình như tạo ra pi như này rồi nó sẽ tự đăng ký vào trong cái app module chúng ta luôn. Đây con convert gender pi này. Nó tự nhét vào đây cho chúng ta luôn. Chúng ta không phải làm cái bước này nữa. Sau đó ở trong cái phần app component này. App component HTML này thì tôi sẽ hiển thị ra là h2.
đây là kiện th.name đây, kiện th này. Sau tiếp theo hiển thị giá trị, đây là kiện th.gender và có cái file là tôi đặt tên là convert gender thằng đấy, hay convert gender này thằng đấy. Yeah. Được chưa các bạn ơi? Đây, cái file này. Thì các bạn nếu nếu mà trong trường hợp chúng ta áp dụng ở trong cái file nó như này ấy, thì chúng ta sẽ bớt cái việc là ví dụ như trong cái project của mình đang làm ấy. 03 này. Ví dụ trong cái project hero hero detail component này. Hero detail component. Chúng ta có thể là hiển thị ví dụ hôm trước là chúng ta sử dụng là ví dụ như giới tính H2 giới tính. Giới tính đúng chưa? Giới tính ở đây hôm trước tôi phải để là span span sao này, ng ng if bằng ví dụ như hero data chấm gender bằng bằng một thì ở đây viết chữ nam, các bạn còn nhớ không, nhớ này không, gender khác một Có. thì là chúng ta để chữ nữ đúng không, như này đúng chưa, thì bây giờ chúng ta hoàn toàn không không phải làm cái việc này nữa, Đúng không? cũng không phải phải ng if này nữa đúng không, không phải ng if này nữa mà chúng ta có thể giới tính bằng nam hoặc nữ, thì chúng ta chỉ việc đơn giản là hiển thị ra đây là hero data chấm gender và một có một cái file là convert gender là xong đúng không, đúng chưa, khỏi phải if else, khỏi phải làm cái của nợ gì nữa, xong chưa, Rồi. thì chúng ta code nó sẽ nhàn hơn mà những cái pile nó có thể tái sử dụng lại được ở nhiều các cái component khác nhau, thì dẫn đến cái việc là các em không phải viết cái đoạn if else cái quá nhiều lần nữa đúng không. Đấy thì là giới thiệu về cái pile cũng như là cách tạo ra pile của tự mình tạo ra hoặc là sử dụng pile có sẵn ở trong thằng 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 thằng, thằng Angular. Được chưa? Đấy là về cái khái niệm pile nhá. Các bạn nhớ cái phần đấy và đến khi làm bài ấy, thì chúng ta có thể convert lại được những cái mà mình có thể áp dụng được. Xong trong các dự án thật ấy, thì cái phần pile này được dùng rất là nhiều. Nó để giúp biến đổi được cả object luôn. Thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Được chưa? Tiếp theo. Đấy là về pile nhá. Các bạn ngó lại giúp tôi một chút đi, cái đường dẫn ở đây này, custom file đây, để gửi phần chat này, ngó lại giúp tôi một chút về cái file đi. Cách tạo các thứ kiểu rồi thì có bao nhiêu loại đây, tôi vừa mới dạy xong môn GS lên cao, tôi up video cho các bạn buổi này là buổi 6 này. Rồi xong. Ok. Đấy là về cái pile nha các bạn nhé. Được chưa? Còn một phần nữa của chúng ta sẽ làm hôm nay là chúng ta sẽ học về cái còn những nội dung sau chúng ta cần phải học này. Để tôi viết tạm ra đây nhé. Những nội dung sau chúng ta cần phải học này. Cái nội dung thứ nhất là về cái routing. Nội dung thứ hai là về cái HTTP, tức là chúng ta gửi gửi và nhận request, gửi và nhận request, gửi gửi request lên server để lấy data cũng như là submit một dữ liệu lên server để nó lưu vào. Đấy là cái HTTP.
Tiếp theo là cái phần form, form và validate form. Đấy, thì là chúng ta sẽ xong nội dung của môn này. Nó không có nhiều đâu, thực ra nó không có nhiều, nhưng mà để làm được thuần thục ấy, thì yêu cầu chúng ta phải luyện tập rất nhiều. Do đó là tôi sẽ hao dạy hết cái đống này, sau đó là chúng ta sẽ luyện tập các cái bài tập liên tục liên tục. Và nếu mà còn đủ thời gian nữa thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái layout, phần giao diện, cái layout của cái Angular này để xây dựng ra cái khung menu nó như thế nào, các thứ các kiểu. Được chưa? Thì đấy nó là cái nội dung của chúng ta về cái phần, các cái phần kiến thức mà chúng ta sẽ học trong thời gian tới. Thì trong buổi hôm nay, phần thời gian còn lại thì chúng ta sẽ học về cái routing. Được chưa? Cái routing ở trong cái project Angular. Connect to repository đây. Cái này là tạo Rivonsi trên GitHub hay thật? Tôi đang tính này, đang tính là tạo repo trên GitHub để đẩy lên cho nó nhanh này. Nhưng mà tôi đã có một cái repo của lớp mình rồi, nên là tôi đang không muốn phải làm lại nữa. Không biết có cách nào không? Action file sớt này. Cái này nó có cả phẩy bảy và ai đá ngón được chưa các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ học về routing nhá. Có gì tôi sẽ đẩy cái code của chúng ta lên lên cái stack blitz kia sau để chúng ta xem được. Thì chúng ta sẽ cái phần routing ấy, nó sẽ là nơi để quy định ra đây. Routing này, routing là nơi, routing nó là nơi quy định ra các đường dẫn, à tham số của đường dẫn trong dự án. Đây là cái khái niệm gốc. Ngoài ra cái phần routing này nó còn quy định component nào là components nào sẽ xử lý cho các cái đường dẫn được tạo ra. Được chưa? Được chưa các bạn ơi? Đây là cái khái niệm về routing ở trong thằng Angular. Dạ. Thế ví dụ như trong cái bài của chúng ta thì chúng ta làm cái routing này như nào? Thì về bản chất khi mà chúng ta tạo ra cái project mới, ví dụ như ở đây tôi sẽ tạo ra nhé, cd ra desktop này, cd desktop này, ví dụ như chúng ta ng new, ví dụ như là test, ng new test. Các bạn nhìn này, nó hỏi câu đầu tiên, would you like to add Angular routing? Còn nhớ cái này không ạ? Còn nhớ không ạ? Thì có khi mà lên chúng ta tạo ra thì tôi xúi chúng ta là chọn ID. Còn nhớ không? Có. Yeah. Có. Đấy, thì đa phần các cái ứng dụng Angular bây giờ ấy, thì nó sẽ add luôn cái phần routing vào cho mình. Chứ mình không phải làm routing từ đầu nữa. Ngày xưa cái đôi giai đoạn mà Angular nó bản 4 ấy, tôi đã dạy ở trường mình rồi, thì cái lúc đấy nó không có tạo routing sẵn như này, mà tôi phải lần mò tôi tạo ra cái routing. Cái phần đấy nó mất 1 đến 2 buổi của mỗi lớp. Nhưng mà do bây giờ thằng Angular nó đã có sẵn ở trong này rồi, cho nên là cái project nào gần như là cái project nào chúng ta cũng sẽ là chọn là có routing luôn để chúng ta sử dụng. Thì về cơ bản nó sẽ tạo cho chúng ta cái file này, cái file này, app routing module. Được chưa? Thì trong cái app routing module này thì nó có cái phần này là cái phần import quan trọng nhất này, là nó sẽ định nghĩa ra những cái class hoặc là những cái annotation hoặc là cái decorator mà chúng ta sẽ sử dụng để tạo ra cái module này. Thì ở đây chúng ta có cái biến route thuộc kiểu dữ liệu route này, thì nó là một cái mảng. Các bạn nhìn thấy nó là một cái mảng. Được chưa? Cái mảng này là nơi định nghĩa ra các cái đường dẫn cho cái project của chúng ta.
Dạ, là nơi định diễn nghĩa các đường dẫn nhé. Thì trong cái object của thằng round này thì chúng ta có hai tham số chính, nó còn nữa đấy chứ không phải là có chỉ có mỗi hai cái này đâu, nhưng mà chúng ta sẽ có hai tham số chính. Tham số đầu tiên là tham số về path, là cái đường dẫn để vào, đường dẫn của cái website là cái gì. Thì ở đây cái path này thì để chống cái này là localhost 4200, được chưa? Tiếp theo tham số thứ hai là tham số component, là component nào sẽ xử lý cho cái màn hình, cho cái đường dẫn localhost 4200 này, được chưa? Tiếp theo cái đường dẫn thứ hai của tôi đang để là detail, được chưa? Detail thì là gì ạ? Path detail, hero component các thứ các kiểu này, đây là nơi xử lý này. Path bài tập 1 là cái post này, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là viết thêm cái đoạn này vào, như ngày xưa là phải đi cop, còn bây giờ nó đã có sẵn rồi, chúng ta không phải đi cop nữa. Và ngày xưa tôi chết sống chết dở về cái thằng for root này đấy. Ngày xưa chỉ biết là router module xong chấm 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 route thì là sai lói mắt ra, mãi vì sau mới biết là nó phải có thêm cái for root này. Thì cái for root này là nó áp dụng ngay từ đầu luôn, được chưa? Sau đó chúng ta cắm export cái app routing module này ra và cắm vào trong cái app module đây, app routing module, và chúng ta import nó phía trên này. Thì chúng ta mới đây gọi là khai báo thành công nhá, khai báo thành công cái phần routing này với cái ứng dụng. Tuy nhiên vẫn chưa xong, còn một cái nữa là cái nào nhỉ? App component .ts này, đây ở trong file app v2, còn cái router outlet này nữa. Được chưa? Nó vẫn còn một cái gọi là cái router outlet. Cái router outlet các bạn đặt ở đâu ấy thì cái vị trí đấy nó sẽ chính là cái phần nội dung của các cái màn hình khác nhau sẽ được đưa vào đây. Đây nha, ví dụ tôi sẽ xóa phần component đi. Delete cái phần component đi. Tôi cũng sẽ xóa luôn cái app module các thứ linh tinh mà tôi đang không dùng đến. Đây. Xóa đúng cái gì này. Xong rồi app routing module xóa luôn. Cái đống này cũng sẽ xóa luôn. Tạm thời comment hết rồi mà. Được chưa? Bây giờ app của chúng ta không có cái component nào, cũng không có cái đường dẫn nào, đúng chưa? Và ở trong cái app V2 này của tôi, tôi sẽ đổi lại thành cái app component.html đi. Delete đi. Đây, app component.html đây, trả cả về cái gốc nhá. Được chưa? Ví dụ như ở đây tôi sẽ để đây là header này. Đây tôi sẽ để thẳng cái H2. Đây là header này. Được chưa? Xong rồi phần dưới là main, cả main. H2 nữa. Đây là main content. Cuối cùng này, đây là cái footer H2. Dạ. Và cái router outlet này nó nằm ở giữa. Em nhìn nha, nó đang nằm ở giữa. Dạ. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là tạo ra một cái component là danh sách hero. Dạ. Tôi sẽ có là ng cách r cách component cách list từ hero. Ok, bây giờ tôi có cái list hero đây. Được chưa? Tôi có thêm một cái, tôi tạo ra một cái component nữa. Tôi tiến hành tạo ra một component nữa là ng cách hero detail. Hero đi, chỉ chấm hero thôi. Là cái component thứ hai, đây là chi tiết của một thông tin của một hero. Tiếp theo tạo ra là hero form. Là tôi có ba cái component nhá. Thì nó tương ứng với ba cái màn hình. Màn hình thứ nhất là danh sách của hero này. Sau đó tôi có một cái nút bấm, bấm vào đấy thì tôi vào trong chi tiết thông tin của một hero. Được chưa? Tiếp theo tôi bấm một cái nút nữa khác nữa ở trong danh sách, là nút thêm hoặc là bấm nút sửa của một danh hình một hero, thì nó sẽ sang cái hero form và để giúp tôi tạo ra một màn hình riêng để giúp tôi điền thông tin cho cái, để cho cái việc tạo mới hero hoặc là tôi chỉnh sửa thông tin của một hero. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm như sau. Sau khi tạo ra ba component này rồi thì tôi mở cái file app routing module này ra, tôi định nghĩa ra một cái đường dẫn path không có gì,
thì tôi sẽ muốn là sử dụng cái list hero component. Dạ. Tiếp theo path của tôi là path detail, detail trừ hero đi. Dạ, detail trừ hero. Thì tôi sẽ là hero component. Dạ. Và cái thứ ba của tôi là cái hero form. Hero form này, hero trừ form, thì nó sẽ đưa ra cái component là hero form component ở đây. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử luôn, bởi vì chúng ta không phải setup gì thêm cả, chúng ta chỉ việc setup mỗi cái đoạn này thôi là xong rồi. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ thử nhá, chạy thử này. Ng cách serve -o. Đâu thế? Rồi, đây, các bạn sẽ thấy là header, main content và list hero work, đúng không ạ? Được chưa? Bây giờ tôi sang cái đường dẫn sược gì nhỉ? Sược detail à? Sược detail hero. Sang sược là detail hero này. Các bạn thấy những cái phần ở bên ngoài nó vẫn giữ nguyên, nhưng ở giữa nó sẽ thay đổi. Là đây là component là hero works. Được chưa? Tiếp theo tôi sẽ sang một cái đường dẫn khác. Đường dẫn là hero trừ form. Như này. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó là cái hero form works. Được chưa? Thì nãy giờ tôi đang muốn nói đến cái việc ấy là cái thẻ router outlet, các bạn đặt nó ở vị trí nào thì vị trí đấy mới là vị trí sẽ được thay đổi, thay thế giá trị, thay thế dữ liệu. Mà dữ liệu đấy từ đâu? Từ các cái file view của những cái component nó phụ trách cho cái đường dẫn, nó sẽ sinh ra. Được chưa? Còn những cái phần khác, phần râu ria ở bên ngoài thì nó sẽ giữ nguyên. Được chưa các bạn ơi? Bây giờ các bạn sẽ tiến hành là tạo ra cho tôi cái các cái ba cái này đi. Hero list, hero form và hero, quy định ra cái đường dẫn cho nó. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn bấm tạo ra cái thẻ A để có thể chuyển sang được, chuyển sang cái các cái màn hình khác nhau. Được chưa? Bây giờ làm đi. Rồi còn tham số nữa cơ, nên là phải bắt buộc phải làm. Đẩy code lên nhá. Để update. Để chưa tạo đi các bạn ơi. Share bật cam lên nào. Xong rồi thằng Nguyễn Ngọc Tiệp share màn hình cho tôi nhá. Xem là đang làm những cái gì. Title sửa cho. Đâu rồi? Bọn này không có phản ứng gì à? Mình ngồi nói chuyện mình à? Thầy gọi đấy đấy. Bật cam lên. Này từ ngoài kia về mệt quá. Thôi đi. Em này của em đang lỗi gì em không làm đâu. Thì xe đi chữa lỗi cho. Vừa nãy em lười là. Thôi gọi người khác. Tôi chỉ có từng bước mà làm. Xe đi.
Đâu rồi? Xe đi ông học lại giờ. Đặt học lại bây giờ này. Đảo ơi, cái lỗi hôm qua tôi gửi cho mày đã được đâu mà. Thì mở lên tôi chỉ cho. Mày bị điên, mày tạo cái project mới đi. Thì là lỗi đấy ảnh hưởng gì? Thôi ngại. Kể cả cái làm gì cũng được, mở lên tôi chỉ từng bước cho mà làm. Mà nhớ. Em ngại lắm. Không ai cả ngại. Ngại thì học lại bây giờ này. Được chưa? Cái link viết nhanh lên cua ấy. Đây. Ở đây nó là Angular 8. Mặt 8. Ô hay mấy hàng này. Xong chưa? Tôi đang xem lại cái khác để tôi đẩy lên này. Rồi bây giờ đọc cho tôi cái round. Nào nhé, form mà, giờ đi rồi xem.
đây routing. Đây, quan đọc cho tôi cái này, trong thời gian tôi setup cái project mới kia, tôi đẩy code thẳng lên như này. Để chúng ta có gì xem nó thẳng ở trên cái stack blitz luôn cho nghe. Được chưa vậy? Lâu vậy. Đọc cho tôi cái đoạn vừa rồi nhá, cái đoạn mà tích cái trang mà tôi gửi ấy. Routing này. Đăng ký một cái round này. Dạ. Các bạn sẽ nhìn thấy có nó có cái đoạn này. Mở lên trang cái màn hình tôi đang share. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đoạn này. Cái này nó gọi là parameter, là cái tham số trên đường dẫn nhá. Được chưa? Đây này. Chúng ta sẽ có thể lấy được cái này ra bằng cách như nào. Đây tôi sẽ xong bằng cách này. Trong thời gian chờ đợi cái thằng của nợ này nó tải lâu quá. Yes. Đây, tôi sẽ mở cái project của chúng ta đang làm ra. Angular. Đây nhá, ở trong này chúng ta có một cái file là app routing này, ví dụ như detail hero, muốn xem chi tiết thông tin của một hero thì tôi phải biết là cái thằng hero này nó gọi là nó là thằng nào dựa vào cái ID của nó, đúng không? Thì chúng ta sẽ sược thêm một cái hai chấm là hero ID hoặc là cái tag gì của các bạn cũng được. Nếu trong trường hợp các bạn trong trường hợp tí nữa cái phần hero form tính sao, thì ở đây tôi có cái detail hero này và có cái tham số là hero ID, thì dẫn đến cái đường dẫn của tôi ấy để mà chạy được, đúng không ạ? Thì nó sẽ phải như nào. Rồi, chờ chút để tôi sớp lại cái project. Nó lâu vậy. Chào chú nha, để tôi đang build lại cái project này. Ok, đây. Ví dụ vào hero, detail hero này. Được detail từ hero này. Này nhá, enter xuống. Thì các bạn sẽ thấy nó không ra cái text như bình thường, đúng không? Ví dụ như trong trường hợp này này. Trong trường hợp mà tôi bỏ cái text này đi này. Bỏ cái đoạn này đi này, xem đấy nhá, bỏ đoạn này đi này, được chưa? Tôi reload trang thì nó sẽ ra cái list hero work ở đây, tôi sẽ ra đây là sược detail hero này, nó sẽ ra là hero works, đúng không ạ? Để nó thể hiện là đây, cái đường dẫn này là vào trong component là hero component, được chưa? Nhưng mà bây giờ do tôi thêm vào trong cái phần path này một cái tham số là 2.hero id ở đây, được chưa? Do đó khi mà tôi vào vào đường dẫn này
tôi vào bằng cái sược detail hero không như này thì nó sẽ không ra cái gì cả, bởi vì nó không biết thành component nào nó sẽ xử lý cho cái đường dẫn đấy, và nó đưa hết về trong cái localhost 4200, nó sẽ bị lỗi. Được chưa? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ viết là detail hero sược 1000 chẳng hạn, thì nó sẽ đẩy vào trong cái hero work, tức là ở trong cái đường dẫn này bắt buộc phải có một cái đoạn sược là tham số, thì nó mới nhận là cái hero component, thì nó mới nhận là cái hero component nó xử lý cho cái đường dẫn là có dấu sược 1000 này. Được chưa? Nó không quan trọng là cái tham số ở đây của các bạn là cái gì, các bạn viết linh tinh vào đây cũng được. Được chưa? Nó chỉ biết là cái đoạn đằng sau này, cái phần vị trí này nó chính là cái nó gọi là cái tham số thôi, và chúng ta có thể lấy được cái giá trị ở trên này xuống để hiển thị trong này được. Được chưa? Thế vậy chúng ta lấy cái đường dẫn này như nào, đúng không? Lấy tham số đường dẫn nó như nào thì đây chúng ta sẽ lấy nó xuống đây, chúng ta có như sau. Trong cái component chúng ta sẽ import thêm cái thằng activate round đấy nha, tôi import thêm cái activate round này. Hero đây đúng không ạ? Hero đây trong file component này chúng ta import thêm thằng activate round từ cái angular router. Được chưa? Tiếp theo chúng ta ở trong cái file, ở trong cái hàm constructor này, hàm constructor này chúng ta sẽ sử dụng cái là gọi một cái khái niệm gọi là dependency injection, tức là chúng ta sẽ sử dụng luôn cái việc là tạo ra biến ở trong cái ở tạo ra biến và ép kiểu cho biến ấy ở trong cái việc là nhận tham số của cái hàm constructor. Chúng ta copy cái đoạn này, chúng ta phang vào đây. Phang vào đây. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ có cái ng on init. Đây chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có như sau. Product ta quên nhầm hero. Hero ID. Dạ, đăng bằng không này. Đăng bằng không đi. Bây giờ ở trong hàm on init này, tôi sẽ thực hiện cái việc như sau. This round parameter. This round này, round là cái biến này. Chấm param map, chấm subscribe param. Tức là nó param là chính là cái tham số ở trên đường dẫn ấy. Thì chúng ta sẽ có là this.hero ID bằng với lại cái param get hero ID. Hero ID là cái gì? Hero ID nó chính là cái tag này. Chúng ta phang vào đây. Yeah, có lỗi gì? String. Đây chúng ta sẽ chuyển thành number. Được chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể là hiển thị được cái giá trị của cái thằng hero ID này ở ngoài cái file hero component. Đây ví dụ hero đây là thông tin chi tiết của hero có ID bằng hero ID. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử xem nan, bởi vì nó không ép được thằng này sang số. Ra số chưa? Dạ. Đây, 1000 này. Dạ. 5 6 7 8 9 này. Dạ. Thì đây nó là cái việc chúng ta tạo ra cái đường dẫn cũng như là nhận một cái tham số trên đường dẫn. Tất nhiên là một cái trên đường dẫn này chúng ta có hoàn toàn có thể là có hai tham số hay ba tham số. Đây ví dụ tôi để lên gear. Dạ. Thì ở trong cái hero component này tôi cũng sẽ nhận thêm hai tham số nữa, ví dụ đây gear. Bond gear chẳng hạn. Bond gear chẳng hạn bằng 0. Sau đó trên này thì tôi sẽ có thể là nhận thêm this.bond gear bằng ép kiểu number của cái param chấm get cái gì, get cái gì
Và ở trong đây, ngoài này hero component trừ on gear. Này. Dạ, và đây chúng ta sẽ có sược detail hero sược 1000, sược 2020. Dạ. Hoặc nếu trong trường hợp cái gear này của chúng ta, cái gear này của chúng ta nó không phải là dạng số ấy, thì tôi để đây là string rỗng này. String rỗng chẳng sao. Thì ở đây cái bond gear của tôi sẽ không ép kiểu number nữa. À, bỏ đi. À, và tôi sẽ viết trên đường dẫn của tôi. Nó là năm canh tí. Nhận luôn. Dạ, bao nhiêu tham số cũng được. Hoặc là tôi hoàn toàn có thể là trong cái đường dẫn này tôi sẽ sược thêm một cái nữa, đây là năm từ sinh, đúng không ạ? Năm sinh từ gì ạ? Thì ở đây tôi sẽ viết thêm cái đường dẫn là sược hero detail hero sược 1000 sược năm trừ sinh sược canh tí. Dạ, nó sẽ bắt theo cái vị trí mà chúng ta quy định là tham số, thì nó sẽ ép về được cái param để chúng ta lấy đúng vị trí đấy là giá trị bao nhiêu ra để gán cho các cái biến được chúng ta quy định ở trong này. Được chưa? Thì cái phần này tôi sẽ đẩy lên git nhá, các bạn làm xem có được không. Update routing. Được chưa? Đẩy lên rồi đấy. Các bạn kéo về check lại đi xem là có được không. Long làm xem có được không Long ơi. Phần routing nó cũng chỉ có thế thôi. Định nghĩa ra đường dẫn, định nghĩa ra tham số các thứ. Thầy có thể làm đấy không? Hả? À? Và thầy cốt đến đâu em cốt theo đấy rồi. Ghê. Ở đây em đang dùng hai màn hình ra, một màn cốt, một màn nhìn thầy. Ok, được rồi. Thế tôi sẽ tạo ra cái app routing cho thầy này. Cái này nó cũng giống cái thằng routing trong Laravel. Ờ, nó giống nhau hết mà. Vâng.
Em đang bị lỗi gì ạ? Ok, đang làm rồi. Được chưa các thanh niên? Bảo giống đạo ơi. Đẩy cốt lên rồi nha. Làm được cái routing Chúc xem lại làm được. chưa? Gì? Giờ đang buồn ngủ lắm. Lại lại. Thế bây giờ mày còn ngồi đây làm gì? Đi ngủ luôn đi cho nhanh. Xem cho Làm nhớ đi. nhớ chốc làm lại cho nó nhớ. Yên tâm, chốc không không có mà xem lại đâu, tôi không up video lên đâu mà xem. Làm đây. Thầy còn chưa điểm danh nhá, dám đi ngủ thầy. Thì làm đi rồi điểm danh, hay. Nghe nghe làm đi. Ô thầy thầy, cái GitHub của thầy up code lên xong em clone về thư mục của em rồi nó có tự cập nhật không? Không. Không à? Nào phải tải lần nữa. Tôi phải cho ông làm collaborator. Ông kiểu như kiểu ông roi vào cùng làm cùng ấy. Phải roi vào cùng cơ. Để do cho ông roi vào cùng cơ, ông không roi vào cùng làm sao ông kéo về được. Đâu ông xem màn hình thì tôi chỉ cho xem nào. Không, thôi em vừa tải lại rồi. Ông thật mở cái GitHub lên tôi chỉ cho một tí. Roi roi về thì chỉ cần pull về phải không thầy, là nó cập nhật những cái mà ví dụ thầy sửa. Đào xe đi. Đây đây, dậy nó xe đây. Đâu? Đây, từ đây em đang mở GitHub đây. Ừ đã chưa được, này làm sao mà được? Em làm sao clone cái đấy về được? Em tắt 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 cái GitHub Desktop đi đã, tạm thời tắt nó đi đã. Từ từ nha. Em đăng nhập vào trong GitHub này chưa? Anh làm rồi đấy. Tài khoản của em rồi cái gì? Vâng. Rồi để xem nào. Kích vào kéo kéo lùi lên trên xem nào. Kích vào cái PT143144 này đi xem nào. À đây rồi. Em chọn cái fork ở bên ngang hàng ấy, bên tay phải trong cùng fork. Fork. Ừ. Rồi. Trên cái thanh này Và kìa, cái dấu số 4 ba đấy. cái mắt này, cái Cái quát này. fork đấy. Đấy bây giờ nó sẽ nó em nhìn thấy đạo đạo TQ gì gì đấy không? À rồi. Tức là nó sẽ fork về trong cái tài khoản của em. À rồi. Được chưa? Vâng. Xong rồi sau đấy bây giờ em tiến hành là clone, chọn clone nó download đi. Chọn mở bằng GitHub Desktop. Cái gì đây? Nãy em fork ở trong cái này rồi. Fork rồi gì? Vâng. Xong xong nó hiện lỗi lên. Lỗi là do em đang làm linh tinh, em xóa cái project này đi. Xóa. Mở thư mục ra mà xóa. Quyền vẫn nó đâu Ở bên rồi. bên đầu. Đây à.
này xóa ui, xóa cái này lâu vãi thì ạ. Nó hơn 100 MB một cái bộ logic. Một bộ logic hơn 100 MB. Hôm nay em xóa hết. Cái watch kia này là số người là người xem trực tuyến à thầy? Không, cái watch đấy là những người theo dõi, những cái gì cập nhật thì nó sẽ được thông báo notify. À. Ừ. Nào thầy đặt quả về git thì nhá. Đang chờ thằng Tiến. Chứ tôi nói về git cơ, ông có nghe đâu. Bao nhiêu kỳ tôi bảo cơ ông làm git thì tôi chỉ cho ông có nghe đâu. Có. Mấy thằng nó đang đi làm ấy, nó chỉ cho nó chửi cho thì mới thấm được. Kiểu chuyên sâu ấy thầy. Em bị một phát hay thôi rồi. Chuyên sâu cái đéo gì. Em bị một phát hay thôi này em sợ. Ai cần biết. Tôi xóa lô nhỉ. Lô thầy ạ. Thôi thầy chỉ đến em biết rồi. Biết gì? Mày biết gì? Thì lần sau em fork vào thôi. Sau em clone về. Đúng không? Hình như là còn phải pull request từ bên kia sang bên này nữa sao? Ừ, này còn thầy phải xác nhận nữa. Không, tức là ông tự pull code từ bên của tôi, mỗi lần tôi update mới lên ông phải kéo từ đấy về ấy. Hiểu không? À, cứ từ từ chờ nó xóa xong đi rồi xong tận 200 bao nhiêu mê kia. Lâu nhiều lắm. Một cái Angular em xóa hết. Hôm ấy xóa hết 15 phút, sợ thật. May cái này em còn dùng cái OneDrive của Microsoft nhé, không thì nó full máy rồi, lâu rồi đấy. Ai của cứng rồi. Thôi chờ tí vậy, để xem nào, mở lại cái GitHub đi xem nào. GitHub cơ mà. Như đây, ở tab bên cạnh như đấy, anh ngáo à? Từ từ nhá, để tôi xem nào. Ông share screen đi, ông share cái remote desktop đi, tôi vào lại xem nó như nào. Tôi lâu lắm tôi không dùng thằng Git này, GitHub này. Tôi toàn dùng Bitbucket thôi. Tạo man. Chưa thầy. Không biết có bị vàng không?
Đấy, thì trong trường hợp các bạn có cái máy cũ cốt để đưa về thì các bạn code nó ra, xong rồi mỗi một ngày các bạn code mới thì các bạn lại tiến hành gọi là pull request từ code của tôi về code của các bạn, sau đấy các bạn sẽ có code mới nhất, được chưa? Ngoài ra nữa là chúng ta phải làm việc tốt với cái thằng brand ấy, cái nhánh ấy. Ví dụ như ở đây này, cái này này, các bạn sẽ thấy tôi đang làm việc trên nhánh master đúng không ạ? Nhưng mà ở máy các bạn nhé, thì các bạn đừng dại mà nghịch ở trên nhánh master, sau này đi làm cũng thế, đừng có nghịch trên nhánh master, chết đòn đấy. Tốt nhất là chúng ta tạo ra một cái nhánh mới, đây, choose a brand to merge, à, không phải cái này rồi, à, chúng ta tạo ra một cái nhánh mới ngoài cái nhánh master, để tôi xem nào, new brand đây, đây, ví dụ như tôi chọn new brand này, brand mới ví dụ như là thiện TH, cho tính năng dev này, cho tính năng là app routing. Routing, được chưa? Tôi tạo nhánh mới này ra. Chỉ thấy mặt thầy trên màn hình thôi ơi. À quên, chưa share screen. Quên. Rồi đây nhá. Làm lại này. Đây. Bây giờ các bạn vào cái project của mình này. Các bạn sẽ nhìn thấy hiện tại nó đang ở nhánh master như này. Được chưa? Nhưng mà sau này khi mà các bạn làm việc thật ấy thì đừng có nghịch trên nhánh master nhá. Phải tạo nhánh mới ra. Được chưa? Tạo nhánh mới như nào, các bạn chọn new brand này. Sau chọn vào đây, ví dụ như là ông nào là ông, cái nhánh này của ai, ông thiện TH dev này. Thiện TH dev này. Cái nhánh này để làm cái việc gì? Ví dụ như là làm về form Angular. Hoặc là làm về ng model đi, ng model. Dạ. Sau đó chúng ta sẽ create branch. Đây, nó sang nhánh mới đây này. Bây giờ tôi sẽ sang cái nhánh này, tôi viết linh tinh vào đây. Thì khi mà các bạn làm việc trên code ở nhánh này ấy, thì nó không ảnh hưởng gì đến cái nhánh chính của chúng ta cả. Trừ khi đến khi nào chúng ta tạo ra pull request. Bây giờ tôi sẽ code linh tinh vào trong này nhá. Ví dụ như ở đây tôi sẽ tiến hành là tạo ra một cái nhánh nữa, một cái component nữa. ng cách component. test form này. Chờ nó tạo ra. Bảo sao mấy lần thầy commit lên mà em tải về em chả thấy đâu. Mày phải pull request về thì mới có. Em biết đâu, em mới dùng GitHub này mà. Vậy. Em biết mỗi, em biết mỗi cái clone về mới commit lên thôi. Nhập quê. Đấy nha, thì các bạn thấy này, tôi đã tạo ra một cái component mới nhá. Test form này. Tuy nhiên, cái việc tôi tạo ra ở đây này, nó chỉ tồn tại ở trên cái nhánh hiện tại là nhánh thiện dev ng model thôi. Đây tôi có đẩy lên thế thôi, update này. Push origin. Được chưa? Tôi đẩy lên rồi đấy. Thì bây giờ tôi vẫn vào GitHub nhá. GitHub.com này. Đây chúng ta sẽ vào trong cái repository này. Chúng ta thấy xem này. Đây là nhánh master nhá. Trong nhánh master các bạn sẽ thấy là nó không hề có cái component test form đâu. Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang nhánh là thiện TH dev up ng model này thì nó lại xuất hiện cái test form ở đây. Dạ, tức là hai thằng này nó làm song song với nhau, không liên quan gì đến nhau cả. Và đến khi nào chúng ta làm xong cái tính năng của trong cho thằng test form này rồi thì tôi mới tiến hành là tạo ra một cái thứ người ta gọi là pull request. Pull là đẩy code vào. Được chưa? Request là yêu cầu là ông đẩy cái code mới nhất của tôi vào trong cái nhánh chính là anh em mình làm việc được với nhau. Được chưa? Thì đây, tôi chọn tạo ra một cái new pull request này. Từ nhánh thiện dev ng model vào nhánh master. Được chưa? Tạo create update là tạo component test form. Được chưa? Tạo pull request. Đấy. Sau đấy nó check xong rồi bắt đầu là tôi mấy thằng nào là thằng leader ấy, thì thằng đấy nó mới có quyền mở
Dạ, mật vào, confirm mật. Rồi xong. Thì đến bây giờ ở trong thằng thằng master này nó mới có cái test form component. Được chưa? Thì đấy là làm việc cơ bản ở trên cái thằng Git nói chung và GitHub nói riêng. Thì chúng ta phải biết cách làm chứ không phải làm lung tung là lại xóa code của nhau đi ngồi mà đấm nhau. Từng có một thời gian tôi chửi mấy thằng không biết bao nhiêu lần về cái tội là code linh tinh xong rồi xóa code của nhau đi. Nhiều em tưởng biết lại được, em tưởng quay lại được. Quay lại cái gì? Quay lại được. Quay lại được. Nó mất rất nhiều thời gian. À vâng. Có những hôm tôi phải ở lại đến 9 giờ để sửa mấy cái linh ông tưởng ấy. Ví dụ như hai thằng với nhau thì nó còn dễ nhá, hai thằng với nhau nó còn dễ nhá. Nhưng bây giờ team 5 thằng nếu ngồi ông mệt đến Tết à? Hả? Kiểu chết đấy dễ đấm nhau lắm. Dễ đấm nhau lắm. Đấm nhau thôi. Chuyện đó là bình thường mà. Đấy nên là chúng ta phải làm quen dần với Git đi. Hai thằng cứ ngồi vào chung vào một trong một project nghịch chung thử xóa của nhau đi mấy lần là biết ngay mà. Nói thật đấy. Chứ ngày xưa tôi tí cứ đấm cho mấy thằng mấy trận. Thế tội nghịch ngu. Rồi ok. Điểm danh nhá, Thân Văn Hoàng. Đâu rồi, có online không? Nguyễn Ngọc Tiệp. Có. Chat lên em ơi, không công nhận cho có với không ở đây nhá. Ta chat lên này, Hoài Nam. Văn Đức. Phan Văn Quang. Có đây. Không điểm danh có không mồm như vậy được. Vũ Quang Huy. Đâu Phan Văn Quang đâu? Đây kìa. Đây cái gì chat lên. Đây với đó ông Khánh này. Cho Mai Quang, phải không? Đinh Văn Quang. Rồi. Quang Đạo. Phương Nam. Minh Hải. Hoàng Minh Hải. Đâu rồi? Ông Ngon, Nguyễn Xuân Bình. Xuân Bình, rồi. Tăng Văn Trinh. Tăng Văn Trinh. Phạm Văn Nghĩa. Lê Công Anh. Phạm Đức Trung. Bùi Hải Minh, ok. Lê Tiến Huy. Nguyễn Đức Văn Tú. Vũ Hồng Quân. Nguyễn Như Quang. Phạm Long Nhật. Nguyễn Ích Tài. Ích Tài. Trịnh Hoàng Quân. Cao Văn Hoàn. Nguyễn Hùng Cường. Bùi Việt Anh. Phạm Trung Hiếu. Phạm Trung Hiếu. Lê Đức Quân. Nguyễn Thành Long. Lê Mạnh Cường. Lê Mạnh Cường. Nguyễn Thị Phượng. Ở thằng Phượng béo à, thằng Cường béo học lớp này. Nguyễn Thị Phượng ok này. Còn bạn Thân Văn Hoàng chưa điểm danh nhá. Với lại một bạn nữa. Hoàng Minh Hải là chưa điểm danh. Thì hôm nay chúng ta sẽ không có bài tập về nhà. Không có bài lab, nhưng mà buổi sau thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với HTTP và gửi request lên trên mock API thì các bạn ngó giúp tôi cái này trước. Ngó giúp tôi cái trang này trước nhá. Đây. mockapi.io và chúng ta sẽ sử dụng về HTTP. Đâu rồi? Ví dụ mà dùng Spring với Angular Java thì phải viết API này. Thì thằng Spring là để vi sinh ra để viết API mà. Bất kỳ ngôn ngữ backend nào cũng dùng để viết API hết được em nhá. Hiểu không? Vâng. Đấy thì thực ra là các em sẽ hoàn toàn viết ra được một cái giống như mock API như này thôi.
truyền dữ liệu thông qua ấy, truyền dữ liệu thông qua di sản, hiểu chưa? Vâng. Thì bây giờ hầu như là người ta sẽ làm với front-end framework cũng như là làm cho app dữ liệu cho app mobile từ phía back-end, thì thằng Spring MVC hay là thằng PHP các thứ nó đều làm được API hết mà. Nhưng mà đấy là nói chung là nó làm được thôi, chứ còn thực tế ra là để làm hoàn thiện được một cái API ấy, thì thực ra tính ở trường này cũng ít người làm được lắm. Tức là setup lại được một cái hệ thống đấy từ lúc chưa có gì ấy, thì cũng ít người làm được lắm, phải ngồi làm cơ. Chỉ có một vài thầy cô cơ hữu với lại mấy ông thỉnh giảng thôi, thì đã từng làm rồi thì mới làm được thôi, nhưng không phải ai cũng làm được đâu. Rồi còn cơ chế authent thiết cho API nữa, còn open authent rồi thì JWT các thứ các kiểu, rồi thì gửi file, upload file, rồi thì là socket.io, Redis các thứ các kiểu, cứ nhiều lắm. Thì phải chuẩn bị thôi. Thì các bạn chuẩn bị trước cho tôi cái mock API là một, với lại cái thứ hai là cái này, là cái phần HTTP của thằng Angular để gửi dữ liệu lên, lấy dữ liệu từ thằng mock API về để chúng ta lấy dữ liệu để hiển thị, được chưa? Thế nhá. Chuẩn bị trước hai kia để chúng ta buổi sau sẽ thực hành lấy dữ liệu. Được chưa? Rồi ok, hôm nay chúng ta chỉ vậy thôi. Còn ai thắc mắc gì không?